việc đầu tiên đó chính là thông qua trò chuyện hàng ngày. Thế thì cái việc đầu tiên xây dựng cái nội lực bên trong bằng cách là gì? Chúng ta dạy trẻ thông qua câu chuyện, dạy trẻ thông qua những hình ảnh thực tế. Chúng ta dắt trẻ đi chơi, chúng ta đưa trẻ đi theo cùng với chúng ta hoặc đơn giản là trên đường chúng ta đón con về nhà. Chúng ta hãy trò chuyện cùng với con đi. Đừng quan tâm đến việc ngày hôm nay có bài gì nữa. Đừng quan tâm đến việc ngày hôm nay con đã hoàn thành bài chưa Con có muốn rằng là mình cũng sẽ trở thành những em bé ăn xin không Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là đặt những câu hỏi ngỏ để đấy thôi Kể cả câu trả lời của con là có không sao cả Hãy bình tĩnh Hãy bình tĩnh ạ Tiếp tục chia sẻ hình ảnh câu chuyện đến khi nào Cái nội lực bên trong đủ lớn nó bật ra Thì lúc đó cái giáo dục nó mới thành công Chúng ta tiếp tục cho trẻ quan sát nhìn nhận vấn đề cho trẻ được tiếp cận với thật nhiều các cái thông tin những cái hình ảnh như vậy thì mỗi một đứa trẻ khi nhận thức nó hoàn thiện lớn dần hơn, trẻ sẽ tự biết so sánh. Trẻ sẽ tự biết đưa ra cái nào hơn và cái nào không hơn. Nên nhiệm vụ của các ba mẹ là cứ kiên trì bền bỉ, kiên trì bền bỉ đến khi nào cái điều đó nó đủ lớn thì tự khắc cái sự chuyển hóa nó sẽ có. Cái thứ hai là thông qua những cái trải nghiệm trong đời sống hàng ngày. Những cái cách giáo dục con thông qua cái trải nghiệm ấy nó sẽ rất sâu sắc để trẻ nhận ra rằng là à trong cái khoảnh khắc con ngồi vào bàn học những cái điều mà nó nổi lên ở trong đầu đứa trẻ nó nghĩ đến việc là ồ không học nữa không làm bài nữa thì tự dưng cái hình ảnh trải nghiệm bắt đầu nó dội về và sau khi mà xây dựng cái nội lực thì cái phương pháp số 2 là chúng ta sẽ cùng cài đặt cái niềm tin cho đứa trẻ mỗi một đứa trẻ sinh ra thì nó đều có một năng lực riêng nó đều có một cái nổi trội riêng việc của ba mẹ đó là cài cho con một cái niềm tin cái việc chúng ta cài niềm tin cho trẻ để trẻ thấy rằng là trẻ tin tưởng vào khả năng của bản thân mình. Ví dụ như là con vẽ một bức tranh đẹp thì chắc hẳn rằng con rửa bát cũng sẽ rất là cẩn thận. Hoặc là con đá bóng giỏi thì chắc chắn rằng là cái việc cầm cây chổi để con quét nhà ấy, cực kỳ siêu sao luôn. Và khi mà đứa trẻ nó được khích lệ như thế thì nó sẽ cảm thấy hứng thú và nó tin. Thế thì lần đầu tiên nó làm có thể nó sẽ chưa được chỉn chu như mình mong muốn. Nhưng hãy nói với con rằng là con thấy cái việc làm của con, cái hoạt động này của con con đánh giá được bao nhiêu điểm. Thì tự đứa trẻ nó sẽ nhận ra cái vấn đề là à, ngày hôm nay con quét nhà nhưng cái chỗ kia nó chưa được sạch lắm, con chấm 9 điểm. Thế con có muốn được 10 điểm không? Con có. Thế thì nếu như muốn được 10 điểm lần sau con sẽ làm gì? À, con sẽ quét nhà cẩn thận hơn vậy thì cái việc mà chúng ta truyền cái cảm hứng truyền cái niềm tin cho con thông qua các cái câu chuyện các cái trải nghiệm hàng ngày thì chắc hẳn rằng cái cảm xúc lúc đó trong con người của mình đó chính là sự vui vẻ đúng không ạ sự hứng thú và khi chúng ta vui vẻ hứng thú rồi thì cái hành động tiếp theo đó chính là chúng ta bắt tay vào cái công việc đó trong một cái trạng thái hân hoan hào hứng và khi mà chúng ta hành động trong cái trạng thái mà thư giãn như vậy vui vẻ như vậy thì nó sẽ có hai yếu tố hỗ trợ cho trẻ phát triển rất là mạnh một đó là tăng ý tưởng và hai là tăng tính sáng tạo và khi mà cái hành động đó đủ lớn rồi ý tưởng sáng tạo đủ cao rồi thì nó lại tạo ra kết quả và khi kết quả tốt con học tập tốt con được điểm cao và chúng ta sẽ dạy trẻ so sánh với chính bản thân mình của gì ạ của ngày hôm qua chứ không phải chúng ta so sánh mình với cả con nhà người khác và cái tiếp theo, cái số 3 nữa, đó chính là chúng ta cùng xây dựng cái ước mơ cho con. Trong cái hành trình từ khi con học lớp 1 đến khi mà con học lớp 12, chúng ta hãy cứ để cho trẻ thoải mái trong cái sự yêu thích đó đi. Thoải mái mơ mộng, thoải mái xây dựng những cái mục tiêu, những cái ý tưởng đó đi. Nên ngày hôm nay có thể con chia sẻ ước mơ của con là A, ngày mai ước mơ của con là B, không sao cả. Chúng ta hãy hỏi ngược lại là, thế thì để trở thành phi công con sẽ cần phải làm những gì? Đứa trẻ tự khắc nó sẽ biết trả lời là con phải học giỏi. Thế nếu như để cần học giỏi thì con con cần phải dành ra bao nhiêu thời gian một ngày để con học? Con có cần hoàn thành bài tập về nhà không? Thì câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Và chúng ta chỉ cần đạt được cái mục đích ở tại thời điểm đấy là chúng ta giúp cho trẻ yêu thích cái việc học thôi. Và khi cái hình thành cái nhận thức ngày càng lớn hơn thì các con sẽ xây dựng được những cái ước mơ cao hơn. Nên đâu đó trong cái khoảnh khắc trò chuyện cùng với con, trong quá trình đồng hành cùng với con ấy, chúng ta hãy để cho trẻ được thoải mái với những ước mơ sở thích của mình và chúng ta hãy cùng hỗ trợ cho con để thực hiện được cái điều đó. À, ngoài ra thì còn có các cái yếu tố ngoại cảnh bên ngoài. Ví dụ như để trẻ có thể chăm chỉ trong việc học tập hơn, thì cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ cần phải sao sát cái quá trình học tập của con. Chúng ta sẽ cần phải trao đổi cùng với giáo viên trên trường, xem rằng là cái lộ trình học trong cái năm học này thì cái lượng kiến thức nó như thế nào, nó có phù hợp với con nhà mình hay không. Rồi bài tập hàng ngày cô giáo giao về nhà thì là những bài gì, lên việc chúng ta cần phải sao sát này trao đổi với giáo viên ở trên trường để nắm bắt được tình hình học tập của con ra sao và đặc biệt quan trọng hơn nữa là chúng ta cần phải trao đổi với thầy cô để thầy cô hiểu rằng là à tính cách con nhà mình như thế nào ờ, rồi cái việc học tập của con con có hứng thú hay không và mong muốn là hợp tác để cùng hỗ trợ cho con nhà mình phát triển thì đấy là một yếu tố rất là quan trọng bố mẹ cũng lưu ý là chúng ta hãy lựa chọn một cái không gian học tập làm sao yên tĩnh nhất ở trong phòng thì ít đồ đạc thôi chúng ta không nên dán quá nhiều tranh ảnh hoặc là quá nhiều những cái đồ chơi khiến cho trẻ sẽ cảm thấy bị phân tán, phân tâm à, tiếp theo nữa đó chính là việc mà chúng ta sẽ cần phải sử dụng các cái công cụ và các cái phương pháp trong quá trình đồng hành à, ví dụ như khi mà chúng ta bắt đầu hướng dẫn con vào bàn học thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải khởi động cho trẻ đã trẻ nó sẽ phải cảm thấy hứng thú với cái việc đấy À, ví dụ như với lớp 1 của bạn Tường Lam đi. Thời lượng học của các bạn sẽ kéo dài đâu đó khoảng từ 30 cho tới 45 phút là có thể hoàn thành bài tập rồi. Thì chúng ta sẽ cắt cái uh, quỹ thời gian này ra tầm khoảng 5 phút đầu giờ. Để chúng ta làm gì ạ? À? Để chúng ta khởi động. Chúng ta có thể bật một cái điệu nhạc sôi động lên. Hai mẹ con hoặc là cả gia đình chúng ta sẽ khởi động một vài các động tác hoặc là một vài điệu nhảy. Nếu như ba mẹ không có năng khiếu không sao cả chúng ta bật video lên cả nhà cùng nhảy theo. Đúng không ạ? Rồi chúng ta chấm điểm xem cho ai là người khởi động đẹp nhất, nhảy, nhảy đẹp nhất. Và khi mà các con cảm thấy hứng thú rồi thì ngay lập tức chúng ta thiết lập mục tiêu là bây giờ chúng ta sẽ có khoảng thời gian bao nhiêu để hoàn thành bài tập. Bố mẹ cũng sẽ có 30 phút để hoàn thành nhiệm vụ của bố mẹ. Con sẽ ngồi ở bàn học để con hoàn thành nhiệm vụ của con. Và khi mà kết thúc thì chúng ta sẽ cùng chấm điểm cho nhau. Và nếu như trẻ học trong cái trạng thái mà vui vẻ, hứng thú như thế thì chắc chắn rằng là trẻ sẽ hình thành được cái nếp, cái thói quen thì sau này ba mẹ sẽ không phải mệt trong cái việc là chúng ta đồng hành cùng với con như thế nào rồi ví dụ như là trẻ hứng thú rồi nhưng trong quá trình học mà trẻ vẫn nơ đãng thì sao không sao cả chúng ta tiếp tục động viên khích lệ và chúng ta tìm ra cái điểm mạnh của trẻ tìm ra điểm yếu của trẻ và trong quá trình tìm ra điểm mạnh điểm yếu cái làm được và cái chưa được thì nhiệm vụ của chúng ta không phải là người khẳng định cái điều đó mà hãy đặt câu hỏi để trẻ tự khẳng định điều đấy ví dụ như tâm thường hỏi các bạn nhỏ nhà mình rằng là trong một cái trang viết của bài tiếng Việt này con tìm cho mẹ một chữ mà con cảm thấy đẹp nhất đi thế là nó rất là hứng thú và mình tiếp tục mình động viên dê yeah, chúc mừng con vì con đã có một chữ đẹp nhất rồi thế bây giờ con tìm cho mẹ những chữ xấu đi thế là con bắt đầu con tìm A, đây một chữ xấu hai chữ xấu nhiều chữ xấu quá mẹ ơi và mình tiếp tục đặt câu hỏi thế bây giờ con có muốn tăng cái chữ đẹp lên thành hai chữ ba chữ năm chữ mười chữ không thì tất cả những đứa trẻ nó đều có tâm lý chung nó đều trả lời là là có và cứ như vậy liên tục như vậy thì cái tiết học nó sẽ diễn ra trong một cái khoảnh khắc rất là vui rất là hạnh phúc rất là bình an thế nên làm thế nào để chúng ta giữ được cái sợi dây kết nối và chúng ta truyền cho trẻ được cái niềm tin truyền cho trẻ được cái động lực cái hứng thú thì chắc chắn rằng là cái việc học tập của trẻ sẽ cải thiện được hơn rất là nhiều ạ